Kết quả World Cup trận Hàn Quốc Pháp, ông lớn bị loại khỏi World Cup. Thưa quý vị, sau thất bại trước U17 Mỹ ở ngày ra quân, U17 Hàn Quốc tiếp tục gặp thử thách lớn khi chạm trán U17 Pháp ở lượt trận thứ hai bảng E, vòng chung kết U17 World Cup 2023. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, Mathis Amugu đã có pha dứt điểm khéo léo từ rìa vòng cấm đưa U17 Pháp vươn lên dẫn trước. Đội bóng châu Âu sau đó cũng kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng lối chơi mạnh mẽ và có tổ chức. Dù U17 Hàn Quốc cũng có một số tình huống phản công đáng chú ý, nhưng hàng thủ của U17 Pháp chơi chắc chắn. Và 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc, giúp U17 Pháp có chiến thắng thứ 12 liên tiếp Pháp trên mọi đấu trường. Với hai trận toàn thắng, U17 Pháp đã sớm giành vé vào vòng 1/8 vòng chung kết U17 World Cup 2023, trong khi đội bóng xứ Kim chi chắc chắn bị loại sau hai trận thua thất vọng.